Xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Văn hóa Nhân bản Lạc Việt. Xin mời quý khán giả nghe tiếp phần thứ 5, truyện Vợ già chồng trẻ của cố nhà văn Hồ Biểu Chánh. Xin được phép bắt đầu. Cách một hồi, Giao trở ra, có cô Lụ theo sau. Cô Tí vừa thấy cô Lụ thì vội vã đứng dậy nói: "Chị Lụ, dữ quá! Đến 7-8 năm rồi, chị em mới gặp mặt nhau đây. Chị Mạnh giỏi hả? Chị còn nhớ em hay không?" Cô Lụ vừa hổ thẹn, vừa lo ngại, nên bỡ ngỡ. Cô ú ớ đáp: "Nhớ, nhớ chứ, chị Tí mà, tưởng ai lạ." "Phải, em là Tí đây, hồi học bên Cầu Kho, em ở phía sau nhà trường đó. Tôi nhớ rồi, năm ngoái đi xe điển tôi có gặp chị Danh, chị làm cô giáo dạy trường Chợ Quán. Chị nói chị cũng thi đậu một lượt với chị và chị cũng đã làm cô giáo nữa." "Phải, em làm cô giáo dạy dưới Gò Công đã 3 năm nay. Tôi rất mừng cho chị, chị kiếm tôi có gì chi hay không?" Cô Tí vừa ngồi lại trên ván vừa nói: "Em có chút chuyện riêng cần phải nói với ba em đây. Nghe nói ba em chơi bên này nên em qua em kiếm. Chị có thể cho phép em ngồi đây nói chuyện riêng với ba em một lát hay không?" Cô Lụ vội vã đáp: "Được, được mà. Nhà tôi cũng như nhà anh chị. Chị thông thả tự tiện, đừng có ngại gì hết. Xin lỗi chị, tôi mắc lỡ tay trong này một chút. Chị cứ nói chuyện đi." Cô Lụ nói rồi, cô quầy quả đi vô phía sau, có ý để cho cha con cô Tí nói chuyện riêng. Cô Tí ngó quanh quất, thấy căn bên kia có một cái bàn với 4 cái ghế. Cô bèn nói với Giao: "Mời ba lại bên kia ngồi, cho con hỏi thăm ba một chút." Giao thấy Tí với Lụ quen biết nhau, lại hai nàng thuận hòa, nói chuyện với nhau nhã nhặn, thì có bụng mừng, không còn lo sợ rầy rà nữa, nên đi theo Tí liền, coi Tí muốn nói chuyện chi. Cô Tí nhắc một cái ghế lại để ở đầu bàn mời cha ngồi. Cô ngồi cái ghế gần một bên, rồi nhỏ nhẹ hỏi cha: "Con xin phép hỏi ba, từ ngày con đi dạy học cho tới bây giờ, má con ở nhà có khi nào má con than phiền việc chi hay không?" "Không, con được làm cô giáo, má con đắc chí lắm, có phiền con về việc chi đâu." "Con muốn hỏi, đối với ba, má có phiền trách ba hay không kìa?" "Cũng không, má con chiều chuộng ba, vui vẻ với ba luôn luôn, cũng như hồi con còn ở nhà, không có đổi tánh ý chút nào hết." "Có khi nào ba thấy má lộ sắc buồn rầu ra hay không?" "Đâu có, ba đi làm về thấy má con vui vẻ lắm, lo miếng ăn, chỗ ngủ cho ba từng chút. Có bao giờ ba thấy má con buồn đâu con? Tại sao mà con hỏi như vậy?" "Con xin thưa thiệt với ba, con không có bà con thân tộc nào khác hơn ba với má. Má có công đẻ con, rồi ẵm bồng đút cơm cho bú, con mới nên vai, nên vóc. Còn ba, tuy không phải là cha ruột, song ba làm nghĩa, nuôi dạy con từ hồi con mới 7 tuổi. Ba cho ăn học, ba lập thanh danh cho con, dầu cha ruột cũng không bì kịp. Công ơn cao cả đó, dẫu thế nào con cũng không có dám quên. Từ nhỏ con thương yêu, kính mến ba má hơn tất cả mọi người trên thế gian. Bây giờ con có chồng, có con rồi, nhưng mà cái tình con thương ba má vẫn đậm đà. Xa ba má con càng thương nhiều hơn nữa. Cái chuyến này con về thăm ba má, bước vô nhà con sống sang khó chịu. Con hỏi má có bị bệnh hay không thì má nói không. Con hỏi tiền bạc có đủ mà ăn xài hay không thì má nói dư giả. Con hỏi việc nhà có điều chi làm buồn hay không thì má nói không có. Má trả lời xuôi hết như vậy thì con không tin. Con chắc phải có việc gì làm cho má con ưu sầu, ăn ngủ không được nên mới ốm, mới mau già như vậy. Hồi hôm này ba đi chơi rồi, con ở nhà với má, con gạn hỏi lại. Ban đầu má con cứ nói nhờ ba mà thân má cũng như bụi cây khô héo, mai được người vun phân tưới nước nên nhành lá xum xê. Nhờ tình yêu của ba nên má mới được nếm mùi hạnh phúc mà trước kia má kể chắc là tuyệt vọng.
Ba đã giúp cho má say sưa tình yêu, thỏa thuê hạnh phúc được mười mấy năm dài. Má đã thỏa mãn, không còn mong muốn điều chi nữa mà buồn. Con không tin, con cứ nài nỉ hoài cho đến khuya, má mới chịu tỏ thiệt với con. Má có một tâm sự, trót 2 năm nay, nó làm cho má đau khổ đêm ngày. Đau khổ, nhưng phải cắn răng mà chịu, không thể than thở với ai được. Má khóc, má nhắc trường hợp trớ trêu, khiến cho ba với má thề nguyền kết tóc 100 năm cùng nhau. Mặc dầu ba còn trẻ, mới 20 tuổi, còn má là người đàn bà đã 31 tuổi, đã có một đời chồng, lại có một đứa con 7 tuổi lòng thòng theo nữa. Ba hứa với má, ba sẽ cố gắng công đưa tất cả tình yêu gây cho được hạnh phúc để má hưởng. Con của má, tức là con của ba, ba sẽ thương yêu nuôi dạy như con ruột. Ba chỉ kể tình yêu của ba với má mà thôi. Ba không cần lời khen, tiếng chê của thiên hạ. Má còn lo ngại về cái sự tuổi tác bất đồng. Trong ít năm, má già sắc phai, sức yếu, già trước ba. Rồi ba ăn năn, ba lật lạc tình yêu, hoặc ba bỏ má, thì má phải chịu đau khổ một lần nữa. Về cái điểm này thì ba cương quyết mà thề thốt, ba sẽ yêu má đến trọn đời, không bao giờ ba ăn năn mà bỏ bê má. Phải vậy không ba? Phải, má con nói đúng. Hồi đó con còn nhỏ quá, con không có hiểu. Nay nghe má con nói lại, con muốn hỏi ba con cho chắc ý. Ba công nhận là má con nói đúng. Vậy mà má con có công nhận các điều ba hứa đó, ba giữ vuông tròn hết hay không? Điều nào má cũng công nhận hết. Má nói ba cho má hưởng tình nghĩa tràn trề, hưởng tới mười mấy năm, má mang nặng tình sâu nghĩa cả của ba. Má không biết làm sao mà đền đáp cho vừa. Má con đã công nhận ba như không thất ước, vậy thì còn tâm sự gì nữa mà má con đau khổ? Má con đau khổ là vì má con nhận thấy cái điều mà má con lo ngại ngày trước là về tình cảm, tình yêu nồng nàn của ba má. Má dẹp bỏ, không có thèm kể. Bây giờ điều đó đã phát hiện, nó làm cho má con bối rối, không biết xử trí cách nào cho thỏa tình hiệp nghĩa. Nên má con buồn rầu, ăn ngủ không được, rồi ốm lần lần, già sắp tới. Có lẽ sẽ chết nay chết mai mà chưa đáp cái tình trả nghĩa đầy đủ cho ba được. Má con đau khổ như vậy, sao không nói cho ba biết, mà ba thấy má con cũng vui vẻ luôn luôn, chứ có buồn rầu bao giờ đâu. Chính đau khổ mà không nói ra cho ba biết, không dám biểu lộ cho ba thấy, cứ ôm ấp giấu kín trong thâm tâm, nên mới ốm, mới tiều tụy đó. Má nói ba 2 năm nay sanh bạc thả đi chơi đêm, có khi đi sáng đêm, chủ nhật thì đi luôn cả ngày đêm. Má lại càng phải làm vui, không dám buồn, không dám hỏi, vì má sợ làm nhọc lòng, bực trí ba, thì ba giận, ba ghét, ba đi luôn, không thèm về nhà, càng khổ hơn nữa. Thà là làm lơ, giả vui, giả dại cho ba vừa lòng, mà để chút cảm tình với má, tốt hơn là than khóc hay giận hờn hay rình mò, làm cho ba ghét rồi ba bỏ biệt. Thiệt vậy sao? Thiệt. Vậy ba không thấy má buồn, mà cũng không nghe má than phiền chi hết. Giao ngồi trầm ngâm suy nghĩ, rồi lại hỏi tí. Má còn có nói má còn biết ba hay đi qua bên này hay không? Thưa có. Má nói ba đi đâu thì đi, má không dám hỏi đon hỏi ghen, mà cũng không dám núp lén theo rình rập. Nhưng mà chị em trong xóm, họ thường gặp ba đi chơi hoặc đi coi hát với chị Lựu. Họ biết hễ ba đi thì đi qua đây chứ đi đâu. Họ thương phận má cứ lục đục ở nhà, ngồi mai sáng đêm mà đợi ba. Họ học chuyện cho má biết hết, nhưng biết thì biết, vì sợ làm buồn cho ba, nên má cắn răng mà chịu, có dám nói ra đâu. Buồn rầu, đau khổ mà cứ ôm ấp, không nói ra, cái đó mới mau chết. Giao châu mài sụ mặt, ngồi lặng thinh. Cô tí nhìn cha, rồi cô chảy nước mắt và chậm rãi nói tiếp.
ba nhớ lại coi ngày má ngày á ba yêu cầu nài nỉ quyết kết tóc trăm năm với má. Tuy má đã được nửa đời người, má lớn tuổi hơn ba nhiều, song sắc má vẫn còn tươi, vóc má vẫn còn đẹp, nên ba mới yêu má. Nhưng má biết má sẽ già trước ba, má lo sợ về cái điểm đó, sợ một ngày kia má già, tóc bạc da dùng, vóc teo răng rụng, rồi ba hết yêu nữa, ba bỏ má thì càng khổ cho phận má. Cái ngày má sợ đó nay đã tới rồi, và ba có công ơn nuôi dạy con, còn má có công sanh thành con, nên con kính mến ba má đồng nhau. Ba ở chung với má, ba không thấy thân thể má biến đổi, con phân cách má mấy tháng, nên về tới thì con liền nhận thấy má khô héo, tiều tụy, con thương quá, nên con đau lòng xót dạ, chịu không có nổi. Vậy con xin ba, nếu mà má già ốm, tình yêu của ba lợt phai, ba không có gần má nữa, thì ba cho con rước má xuống Gò Công ở với con, đặng con nuôi má, con sẽ ráng làm cho má vui lòng, đặng má sống lâu với con. Chớ má ở với ba, má thấy ba hết yêu má nữa, má coi như ba chê má già, nên ba bỏ má, thì má cứ ôm lòng đau khổ như vậy, chắc má sẽ chết gấp. Giao xúc động cực điểm, nên vụt đứng dậy mà nói, ba có tính bỏ má con bao giờ đâu, má con bỏ ba, mà theo ở với con sao được, ba không bằng lòng, để má con đi. Đâu, để ba về, ba hỏi má con lại mà coi. Giao săn sớm, vừa kêu cô Lụ vừa đi lại chỗ móc nón, lấy cái nón nỉ mà đội. Cô Lụ nghe kêu, cô lật đật bước ra, Giao ngó thấy, liền nói, có chừng nhà nghe không, qua về. Chàng dai lại nói với cô Tí, đã lau nước mắt và đương cầm bóp đứng dậy. Thôi, về con. Giao đi ra cửa, Tí nói với cô Lụ, em xin tạm biệt chị, mai hoặc mốt em phải ra Vũng Tàu ở ít bữa hứng gió biển với chồng em. Chừng em trở về, nếu em còn ở Sài Gòn lâu, thì em sẽ mời chị qua nhà chơi. Em chào chị. Cô Tí ra cửa, đi riết theo cha. Cô Lụ ngơ ngẩn đứng ngó, có sắc thẹn thùa. Ra tới dốc cầu, cô Tí kêu xích lô, Giao không cho, biểu lại đò qua cầu kho, mà đi xe về, phải đi vòng xa vô ích lại tốn nhiều tiền. Gần 11 giờ, cô xuyến kho thịt kho cá xong rồi hết, cô bắt nồi cơm mà nấu, cơm cũng đã cạn rồi, cô biểu con Hòa ở dưới bếp coi chừng. Cô bồng em nhỏ ra cửa đứng chơi, có ý chờ Tí. Tình cờ, cô thấy chồng với con ở ngoài, săn sớm đi vô đường hẻm. Cô thụt vô đứng giữa cái bàn. Giao bước vô, nhìn vợ trân trân. Cô Tí xớt bồng em nhỏ, đi thẳng vô buồng, có ý để cho cha mẹ thông thả nói chuyện. Giao nhìn vợ một chút, rồi hỏi, mình buồn rầu cả 2 năm nay, sao mình không nói với tôi hay, để đau khổ, ăn ngủ không được đến ốm o như vậy. Nói cho mình biết, sợ mình không vui lòng. Nếu mình nói thì tôi ở nhà, chứ đi chơi làm chi? Để cho mình đi chơi đặng mình vui chứ. Tôi đã già rồi, tôi phải biết phận tôi. Thà tôi chịu buồn một mình, tôi kéo thêm cho mình buồn, nhớ có ích gì đâu. Giao lắc đầu, rồi kéo ghế mà ngồi xuống. Giao biểu vợ ngồi cho chàng nói chuyện. Vợ ngồi ngay trước mặt chàng mà khóc. Chàng xúc động, nên chàng nói, từ ngày con Tí đi dạy học cho tới bây giờ, tôi thấy mình vẫn vui vẻ như thường, nên tôi đi chơi. Nếu tôi về như vậy, thì tôi có thèm đi đâu. Thời mai con Tí nó về, nó dọa dẫm lòng mình, rồi nó nói cho tôi hay, mình âm thầm mà chịu đau khổ cho tôi vui. Tôi phải xét phận tôi già rồi mà mình còn trẻ, vì tôi thành thiệt yêu mình, lại tôi còn phải đáp tình trả nghĩa cho mình nữa, thì tôi phải hy sinh, tôi tránh qua một bên cho mình vui theo tuổi của mình, vậy mới phải. Mình để cho tôi vui mà mình buồn rầu, mình phải chết, thì té ra tôi giết mình, tôi vui làm sao được.
Tôi chết cũng vừa rồi, nhờ mình mà tôi được thưởng thức tình yêu, thưởng thức thỏa thuê ngót mười mấy năm trường thì đã quá sự mong muốn của tôi ngày trước. Tôi còn ấm ức gì nữa mà nếu sự sống làm cho mình mất vui, thiệt thòi cho phận mình. Mình cứ lo phận tôi mà mình lại không kể phận mình. Thì trước kia mình cứ lo cho phận tôi nên bây giờ tôi phải lo cho phận mình chứ sao. Còn tí nó nói với tôi, nó xin rước mình xuống Gò Công ở với nó, đặng nó nuôi, mình có tính như vậy hay sao? Không, tôi có tính như vậy bao giờ đâu. Để tôi kêu con tí ra, tôi hỏi coi tại sao nó nói kỳ cục như vậy. Tôi đi theo nó, tôi bỏ mình sao được, ai lo cơm nước, áo quần cho mình. Nãy giờ cô tí ngồi trong buồng lắng nghe cha mẹ nói chuyện, chừng nghe tới đó cô bồng con ra bộ ván trước mà ngồi. Giao nghe vợ nói không thể bỏ chàng trước thì chàng châu mày mà nói, mình không bỏ tôi được thì tôi đành bỏ mình hay sao? Chừng nào mình bỏ tôi thì tự nhiên tôi phải theo con. Tôi có tính bỏ mình hồi nào đâu. Thôi gần 12 giờ, cơm chín thì dọn ăn, tôi không thèm đi chơi nữa đâu. Mình đừng có buồn rầu nữa, phải lo tiếp dưỡng sức khỏe, đặng mà sống lâu với tôi. Hễ tôi hứa thì chắc mình đã ngó thấy rồi, nên chẳng có nghi tôi nói dốc. Cô Xuyến đứng dậy đi dọn cơm cho chồng ăn. Cô Tý thấy mẹ cha đã hòa thuận, mẹ đã già, cha còn trẻ mà cả hai vẫn còn giữ cái tình yêu nồng nhiệt thì cô hết sức vui mừng, bồng con đi vô giao cho Hòa rồi phụ với mẹ dọn cơm ăn. Bữa cơm hòa hiệp này chứa chan tình thân ái nên cả cha mẹ và con đều vui vẻ, không ai muốn nhắc tới chuyện đau khổ về cái cảnh vợ già chồng trẻ nữa, nên cô Xuyến ăn biết ngon, bởi vậy cô ăn nhiều. Qua trưa thứ hai, giáo thành đi Bạc Liêu, thầy trở lên rồi sáng thứ ba đem vợ con đi Vũng Tàu hứng gió. Tối lại rảnh rang, giao với Xuyến khép cửa nằm trên ván mà nói chuyện. Cô Xuyến mới hỏi chồng, vậy chớ sớm mơ chủ nhật tí đi chợ, tí gặp Giao ở đâu mà cha con dắt nhau trở về đó? Giao nói tí qua nhà cô Lựu mà kiếm chàng, tí gặp chàng tại đó làm cho chàng hổ thẹn, bối rối hết sức, tưởng tí kiếm chuyện mà gây gổ. Chẳng dè, tí với Lựu là chị em bạn học tại trường Cầu Kho hồi trước, hai đàn mừng nhau, nói chuyện vui vẻ và nhã nhặn, rồi tí xin phép nói chuyện riêng với chàng. Giao thuật lại cho vợ nghe đủ hết các lời tí nói với chàng. Nhờ vậy chàng mới hay, 2 năm nay chàng đi chơi chàng làm đau khổ cho vợ ở nhà. Chàng nghe tí nói, chàng động lòng, chàng ăn năn về sự chàng vô ý, thấy Xuyến vẫn vui vẻ, chăm nom, chàng quên lời thề ước ngày xưa. Cô tí nhắc chàng mới tỉnh ngộ nên lật đật đi về, kẻo Xuyến lầm tưởng chàng đã dứt tình yêu với nàng. Kỳ thiệt, dẫu nàng đã già nhưng tình yêu của nàng vẫn còn nồng nhiệt như xưa, yêu đến hy sinh cho chồng vui sướng. Cái tình yêu đó là tình yêu quý vô giá, có thế nào mà chàng bỏ được? Giao nói tới đó, chàng vùng ngồi dậy, ngó vợ mà nói tiếp. Thà tôi bỏ cô Lựu chứ tôi không bỏ mình được. Tôi xin mình tha lỗi cho tôi vô ý mới lầm lạc. Bây giờ tôi biết bụng mình rồi, tôi không nỡ làm cho mình buồn nữa đâu. Mình bỏ cô Lựu tỏ lẽ tội nghiệp cho cô. Tôi xin mình nói thiệt cho tôi biết, coi cô Lựu có phải là con bà Tư Yến bán hàng vải ngoài chợ ông Rảnh hay không? Phải, cô ở chung với cha mẹ bên xóm Cầu Dừa, ở trong một nhà ngói 2 căn, bà Tư Yến bán hàng, ông húng hính ở nhà, coi bộ không làm gì hết, nhưng mà trong nhà cũng đủ ăn. Mình kết tình với cô Lựu từ hồi nào, tôi hỏi cho biết, chứ không phải tôi ghen. Năm ngoái tôi đi chơi, tôi gặp cổ, thấy cô vui vẻ, tôi làm quen, nói chuyện, rồi mời cô đi coi hát. Tôi có giao tình với cô từ hồi đó, rồi tới lui thăm cô. Mình tới nhà cô ở ngày đêm, cha mẹ cô không rầy la, ngăn cản hay sao?
vợ chồng ông Tư Yến có một chút con đó mà thôi, nên cưng lắm, lựu muốn thế nào tự ý, cha mẹ không bao giờ rầy. Cô Lựu có biết mình có vợ hay không? Biết chứ, tôi có nói, nhưng cô nghĩ nhà ai nấy ở nên cô không ngại gì. Cô là gái lỡ thời hay là gái bị chồng bỏ hoặc chồng chết? Không, cô là gái mới lớn lên, năm nay mới được 24 tuổi. Té ra lớn hơn con tí mình một tuổi. Hai đứa nó một chạng với nhau, bởi vậy hồi nhỏ mới học một lớp. Cô Xuyến gác tay lên trán, nằm suy nghĩ một hồi, rồi cô cũng ngồi dậy mà nói. Không được, mình không nên vì tình nghĩa của tôi mà bỏ cô Lựu, làm như vậy tội lắm. Tội gì? Hồi mới gặp nhau, cô biết tôi có vợ, nhưng cô không nể, cô nói thương nhau thì gần nhau, nhưng ai ở nhà nấy, có hại chi đâu mà sợ. Bây giờ tôi không tới lui nữa, thì cô biết tôi bỏ, thì cô kiếm chồng khác chứ gì? Mình nói nghe dễ quá, lòng dạ đàn bà khó nói lắm mình ơi. Nếu cô Lựu thành thiệt yêu mình mà mình bỏ cô, thì cô nói mình gạt mà phá trinh cô, mình vui chơi cho đã rồi mình bỏ. Cô tức giận, cô oán thù, rồi cô giết mình chứ phải chơi sao? Đâu có dữ vậy, biết chừng đâu. Con người mà họ uất ức thì họ có thể kể tội kể phước gì nữa. Vậy chứ mình không nghe, đàn bà đốt chồng, cắt cổ chồng, tra thuốc độc cho chồng mà nhật trình nói rùm beng nói hay sao? Mình không nên bỏ cô Lựu, tôi không bằng lòng chút nào hết. Bởi vì làm như vậy, vợ chồng mình đều mang tiếng không tốt. Tôi mang tiếng bà già ghen tương, còn mình mang tiếng đàn ông đoản hậu. Huống chi cô Lựu là gái mới lớn lên, nếu cô thành thiệt yêu mình mà mình gạt cô rồi mình bỏ thì tội nghiệp cho tình của cô lắm, lại cũng tội nghiệp cho danh giá của cô lem luốc nữa. Đã vậy mà cha mẹ cô có lẽ yêu mình, tin bụng mình lắm, nên từ năm ngoái cho tới giờ mới để cho mình lui tới thông thả. Ổng bả tử tế với mình như vậy mà mình đành lòng làm cho ổng bả xấu hổ buồn rầu hay sao mình? Tôi biết làm sao giờ, tôi xa mình không được, tự nhiên tôi phải bỏ cô Lựu. Cô Xuyến suy nghĩ, rồi cô nói, tôi thấy có cách này thì lưỡng toàn. Tối mai mình dắt tôi qua cầu Dừa, đặng tôi làm quen với vợ chồng ông Tư Yến. Và tôi dọa tánh tình cô Lựu luôn thể, nếu cô Lựu thiệt tới yêu mình, tôi xin cưới cô cho mình, đời nay thiếu chi người hai vợ. Mình chịu chia sớt tình yêu của tôi hay sao? Sao lại không chịu? Tình tôi già rồi, tình mình còn trẻ. Tôi phải để tình trẻ phối hiệp với tình trẻ. Tình già ở một bên chăm nom săn sóc, làm cho hạnh phúc gia đình bền vững hoài hoài. Vậy không phải là tốt hơn hay sao? Được như vậy, gom về ở chung một nhà, tôi hết buồn rầu mà chết lấp. Mình được thỏa mãn cái tình yêu trẻ trung, cô Lựu cũng không khỏi uất ức mà oán giận. Đó là giải pháp hay nhất, tôi đã có bày tỏ với mình hồi mới gặp nhau, mình còn nhớ hay không? Nhớ, mình muốn thế nào tôi cũng chịu hết, miễn mình khỏi đau khổ nữa thì tôi bằng lòng. Vậy thì chiều mai mãn giờ làm việc, mình ghé cho cô Lựu hay trước, rồi tới mình dắt tôi qua thăm. Nếu liệu được thì tôi sẽ tính cuộc sum hiệp cho đâu đó được an vui mà chung sống trong cái cảnh đời thân ái. Bữa sau ăn cơm tối xong, Giao với Xuyến mặc y phục đàng hoàng, khóa cửa đi qua cầu Dừa. Vợ chồng Tư Yến với cô Lựu nhờ có Giao ghé cho hay trước hồi chiều nên cũng sắp đặt sẵn sàng mà tiếp khách. Vợ chồng Giao vô cửa, cô Lựu bước ra tiếp chào cô Xuyến mà mời vô nhà. Vợ chồng ông Tư Yến niềm nở chào mời. Bà Tư mời Xuyến ngồi bên ván với bà mà uống nước, để ông Tư với Giao ngồi kế gần đó. Lựu lăng xăng lo trầu nước mà đãi khách. Chủ khách vui vẻ nói chuyện mưa nắng cùng giá xanh hoạt mắt mỏ một hồi, thì cô Xuyến nhận thấy vợ chồng ông Tư Yến thiệt thà tử tế. Còn cô Lựu không phải là một hoa khôi về sắc đẹp, song gương mặt
sang rỡ, tướng mạo yêu kiều, đi đứng dịu dàng, lời nói khiêm nhượng, điểm trang không son phấn, y phục không lả lơi mà cũng không lòe loẹ. Đằng kia cô Lụ cũng như cha mẹ cô đều công nhận thấy cô Xuyến trọng tuổi, tánh nết ôn hòa, lời nói hiền lành, gương mặt đạo đức, không có vẻ hung hăng độc hiểm. Hai bên đều vừa ý nhau hết, nhưng cô Xuyến chưa biết được tánh tình của cô Lụ nên không dám nói tới việc hôn nhân. Bà Tư Yến chưa biết ý cô Xuyến nên bà cũng không dám mở lời. Ông Tư Yến muốn kết thúc công việc phức cho rồi nên ông hỏi. Theo lời của Giao nói hồi chiều thì cô Hai qua thăm vợ chồng tôi đặng bàn tính chuyện lẹo tẹo giữa Giao với Lụ, phải không cô Hai? Cô Xuyến cười đáp. Dạ thưa phải, cháu qua trước thăm bác với em Lụ, sao tính chuyện đó cho ổn thỏa, không nên để thầm tối rồi hóa ra tồi tệ, người ta chê cười. Nãy giờ cháu chưa biết ý hai bác thế nào nên cháu chưa dám nói. Dẫu việc gì cũng vậy, mình lấy lòng thành thiệt mà đối đãi với nhau thì tốt hơn cô Hai à. Tại duyên nợ gì đâu không biết mà Giao với Lựu thương nhau từ năm ngoái đến giờ, nó làm cho vợ chồng tôi lo ngại hết sức. Nếu cô Hai không nghĩ cô đến đây làm rầy rà thì vợ chồng tôi không còn mặt mũi nào mà ngó chòm xóm nữa. Cháu không có vậy đâu bác, dẫu cháu có máu ghen đi nữa thì cháu làm sao chứ lẽ nào cháu dám nói động tới hai bác. Sanh con há dễ sanh lòng, hai bác lẽ nào xúi con làm việc quấy hay sao mà phiền hai bác. Mà việc của em Lụ với ở nhà cháu đây chắc là cuộc tình duyên của ông trời sắp đặt, theo như lời bác mới nói hồi nãy. Nếu hai bác vui lòng cho phép chánh thức phối hiệp thì càng tốt, cháu mừng lắm, chứ sao lại rầy rà. Người ta đồn đãi tới tai cháu lâu rồi, ngặt ở nhà cháu giấu, không nói cho cháu biết. Có lẽ sợ cháu buồn, bởi vậy cháu không có phép hở môi ra được. Mai có con nhỏ cháu về chơi, nó hay chuyện này, nó khơi ra, ở nhà cháu mới chịu nói thiệt. Bữa nay cháu qua đây, cháu có ý muốn thăm dò hai bác, có vui lòng cho phép ở nhà cháu chánh thức phối hiệp với em Lụ hay không? Đặng cháu tính sắp đặt gia đạo, rồi gây cuộc sum hiệp một nhà cho vui. Bà Tư Yến lộ sắc mừng, bà dành với ông mà trả lời. Việc dĩ lỡ rồi, được như vậy thì vợ chồng tôi mừng lắm. Tôi nói thiệt với cô Hai, con Lụ nó đã có nghén hơn 2 tháng rồi. Nếu cô Hai xuôi thuận thì cô cứu giùm danh giá cả nhà tôi. Nếu có vậy thì cháu càng xuôi thuận nhiều hơn nữa. Đó là phước đức lớn của trời ban cho nhà cháu. Vậy cháu xin hai bác cho phép cháu mời em Lụ trưa mai qua nhà cháu ăn cơm, đặng chị em bàn tính với nhau cho trên thuận dưới hòa, trong êm ngoài ấm. Được, cô Hai thương em út, hễ cô biểu thì nó phải qua, cần gì phải xin phép vợ chồng tôi. Cô Xuyến nói với Lựu để mai chồng cô làm mãn giờ ghé trước thì đi theo qua ăn cơm. Cô Lựu nói cô biết nhà, chẳng cần phải rước. Cô hỏi Xuyến muốn cô qua giờ nào. Xuyến nói buổi sớm, mới cô đi chợ một lát thì cô về. Lụ muốn qua giờ nào cũng được. Lụ hứa chừng 9-10 giờ cô qua. Vợ chồng Giao từ mà về, Lụ đưa Xuyến ra tới giúp cầu, rồi chị em phân rẽ. Sáng bữa sau, cô Xuyến đi chợ về. Cô lui cui làm cá, sắt thịt mà kho xong rồi hết. Đợi 11 giờ sẽ nấu canh chua và chiên thịt bò. Cô đi ra trước ngồi chơi, cô ngó đồng hồ, mới 9 giờ một khắc, cô nghĩ thầm trong trí rằng mình mời ăn cơm trưa mà Lữ biết Giao làm hãng cưa 11 giờ rưỡi mới được nghỉ mà về ăn cơm, thì dầu Lữ có qua sớm, cũng lối 11 giờ nàng mới qua.
Chẳng dè vừa nghĩ như vậy, kẻ thấy lũ bước vô, tay có xách một cái giỏ đồ, đầu đội khăn lụa trắng, chân mang đôi guốc vông, mình mặc quần lãnh đen với cái áo dài lụa trắng. Lũ lột khăn chào Xuyến, Xuyến đứng dậy mà mừng, rồi kéo ghế mời lũ ngồi. Lũ không ngồi, cứ xách giỏ đi vô trong, làm như người quen biết trong nhà lâu rồi vậy, chứ không phải người khách. Xuyến đắc ý nên cô đi theo, miệng chúm chím cười. Lũ vắt cái khăn lên xào áo, để cái giỏ trên bộ ván, rồi lại cửa, ngó xuống bếp, bộ như muốn kiếm vật chi vậy. Xuyến hỏi muốn kiếm chi, thì lũ xin cho mượn cái dĩa. Xuyến lấy đưa hai cái dĩa bàn, lũ dở giỏ mà sắp ra một dĩa bánh ngọt với một dĩa trái cây. Xuyến nói, mua làm chi nhiều dữ vậy? Lũ cười mà nói, em đem qua cho chị hai ăn chơi, em ra mắt chị phải có lễ vật chút đỉnh, em xin nhận đặng chứng tỏ lòng kính thuận với chị của em. Nghe lời khiêm nhượng khôn ngoan, Xuyến lấy làm hài lòng, nên biểu lượng ngồi trên ván mà nói, hồi hôm nghe bà bác nói em có ngén, chị mừng quá, em chắc được mấy tháng rồi? Thưa, chừng 2 tháng rưỡi. Bây giờ chị mới thấy rõ, ba con tí làm phải nên trời Phật cho hưởng phước. Chị mời em qua chơi, chị có ý muốn bày tỏ việc nhà của chị cho em hiểu, rồi cậy em hiệp với chị mà tạo cảnh gia đình hoàn toàn thân yêu, êm ấm, vì một mình chị không đủ khả năng mà tạo ra. Chị tỏ thiệt với em, khi chị làm bạn 100 năm với ba con tí, thì chị đã lớn tuổi, mà con tí cũng đã được 7 tuổi rồi. Có lẽ ba nó đã nói chuyện đó cho em biết chứ? Thưa, không có. Té ra cô Tí là con riêng của chị hay sao? Con riêng. Vợ chồng chị ăn ở với nhau trót 15 năm nay, thuận hòa sung sướng vô cùng. Ba con Tí cho chị hưởng tình yêu thỏa thuê, lại nuôi dạy cho con Tí lập thân vẻ vang. Đó là một việc nghĩa rất lớn. Vì chị lớn tuổi hơn nhiều, nên chị già gấp, không có tình yêu trẻ trung mà đáp lại tình yêu của ba nó, không sanh con được, đặng trả nghĩa cho ba nó. Vì vậy nên mấy năm sau đây chị buồn rầu, ăn ngủ không được, nên chị ốm yếu rồi già thêm mau. Nay gặp được em, chị hết sức vui mừng. Chị mong em về ở chung một nhà với chị, đặng em đem tình yêu trẻ trung của em mà đáp cho ba nó giùm cho chị. Em sanh con thì chị bảo lãnh, chị thế cho em mà nuôi dạy nó để trả nghĩa cho ba nó. Thiệt ý chị là như vậy đó. Chị xin em đừng nghi ngại bụng chị, em coi chị cũng như chị ruột của em. Chị già, chị không có ghen tương gì đâu mà sợ. Chị coi em như là em ruột, cái gì em sơ sót chị chỉ bảo cho. Chị chỉ mong em làm trọn đạo người vợ hiền, thì em sẽ được một người chị thân yêu với một người chồng gian díu. Dạ, em rất cảm động mà được chị thành thiệt thương em. Em sẽ tận tâm lo đền đáp tình nghĩa của chị. Dầu cực khổ, dầu nát thân đi nữa, em cũng không nể. Nhưng em phải thưa thiệt với chị, cha mẹ em chỉ có một mình em là con mà thôi. Thổi nay không rời em, về ở bên này với chị, thì em sẵn lòng, ngặt em sợ cha mẹ em không vui. Nói về bên này, nhưng không phải bắt luôn. Không cho em về bển, đây với đó không xa xui gì. Mỗi ngày em về thăm hai bác cũng được, chứ có bỏ bê gì mà sợ. Chị không có cha mẹ, chị sẽ kính mến cha mẹ của em cũng như của chị. Chị em mình hiệp nhau mà chăm nom. Nếu em xui thuận thì chị bảo lãnh, chị sẽ nói cho hai bác vui lòng. Còn việc này nữa, em với cô Tí là chị em bạn học hồi trước, em về ở bên này, cô Tí gặp, không biết cô có vui lòng hay không? Em khỏi lo điều đó, nó là con của chị, nó đâu có nghịch ý chị, mà nó qua đến nhà em, phân trần việc gia đạo, nó không có nói một tiếng mít lòng em, bao nhiêu đó cũng đủ thấy, nó không có ác cảm gì với em hết.
Dạ vì em sợ chị nghi em trái ý nên em phải tỏ mấy điều em lo ngại cho chị nghe, chứ chị đã sẵn lòng thương em út, chị muốn thì lẽ nào em cũng dâng, em đâu dám chối cãi. Thôi bây giờ chị em mình xuống lo làm đồ ăn, đặng 12 giờ ba con tí về cơm mà ăn. Cô Lựu cởi áo dài ra máng trên sào, cô mặc áo bà ba ở trong mà phụ lo bữa cơm với cô Xuyến. Chừng giao về, chàng thấy hai vợ lăng xăng trong bếp thì chàng cười mừng thầm về sự hư mình núp lén vợ con làm điều quấy, nhưng nhờ con khôn ngoan biết trọng nghĩa và nhờ vợ thành thiệt, đến già mà cũng vẫn nặng tình, bởi vậy cảnh buồn hóa ra cảnh vui, điều quấy biến thành điều phải. Bữa cơm trưa này là bữa cơm thứ nhất Giao được ăn chung với hai vợ trong cái bầu không khí chan chứa tình thân yêu. Bởi vậy Giao đắc chí cười hoài, ngó vợ lớn mà ngó, ngó vợ nhỏ cũng cười, dường như muốn chia sớt tình yêu đầy đủ cho cả đôi bên, không để cho bên nào mừng nhiều, còn bên nào chê ít. Cô Xuyến thuật lại cho chồng nghe các điều cô mới bàn tính với Lựu, đặng tổ chức một cuộc sum họp êm ấm và lâu dài. Cô không giấu chồng về ý chí và về mục đích của cuộc sum họp này. Cô cũng không quên hai điều mà Lựu ái ngại. Một là ở bên này sợ cha mẹ buồn, hai là đối với Tý, Lựu khó xử. Giao khen vợ khéo sắp đặt, khen trí cao thượng mà cũng khen mục đích nghĩa nhân. Vì Lựu ái ngại thì Giao nói tối nay hoặc tối mai vợ chồng qua thưa với ông và bà Từ Yến về hảo ý của đôi bên, tự nhiên hai ông bà vui lòng. Còn Lựu sợ gặp Tý, Lựu ngỡ ngàng thì chờ vợ chồng Tý hứng gió xong trời trở về Gò Công rồi sẽ rước Lựu về ở chung, đợi lâu lâu sẽ cho hai đàn gặp nhau tự nhiên sẽ hết ngần ngại. Giao nghe chắc Lựu có thai, chàng càng vui mừng thêm nữa. Bởi vậy chừng ăn cơm rồi thì ba người cứ bàn luận về việc ai đó cũng mong ước Lựu sanh con trai thì phải đặt tên Quỳ để kỷ niệm sự gặp gỡ nhau và dắt nhau đi coi hát nhằm cái tuồng họ hát có tiết Giao với tiết Quỳ. Giao đi làm buổi chiều được một lát rồi Lựu mới xin phép với Xuyến mà về. Đến bữa đó Giao hỏi Xuyến muốn đi qua nói chuyện với vợ chồng ông Tư Yến hay không. Xuyến nói phải để cho Lựu bàn tính với mẹ xong xuôi rồi mình sẽ qua chờ một hai bữa cũng không muộn. Đêm sau vợ chồng Giao qua bày tỏ ý chí tính đem Lựu về ở chung thì vợ chồng ông Tư Yến nói vì tình vì nghĩa nên dầu thương con hai ông bà cũng phải ép bụng để cho con theo chồng, nhưng hai ông bà xin đôi ba bữa cho Lựu về thăm một lát cho ông bà bớt nhớ. Tuần sau vợ chồng Thành với Tý đi hứng gió rồi trở về, cô Xuyến thuật cho Tiến nghe chuyện cha mẹ tính rước Lựu về ở chung và ông bà Tư Yến cũng đã thỏa thuận rồi. Tý thấy mẹ có sắc hân hoan chứ không phải buồn bực như hôm trước nữa, lại nghe Lựu đã có nghén tới 2 tháng thì Tý vui mừng tán thành cuộc sum họp một nhà và hứa không về thăm gấp cho Lựu khỏi ngần ngại. Vợ chồng Tý ở chơi vài bữa rồi trở về Gò Công, vợ chồng Giao qua xin ông Tư Yến chọn ngày tốt rồi đủ hai vợ chồng đi rước Lựu về ở chung một nhà. Từ đây nhà của Giao chứa đầy hạnh phúc tràn trề, Giao vui với nghĩa, say với tình, quyết yêu hai vợ đồng nhau cho khỏi sanh xích mích. Xuyến cố gắng làm cho xứng đáng bậc chị cả, Lựu cũng thành tâm chiều chuộng, thương chồng, kính chị cho trọn niềm vợ nhỏ đối với vợ lớn. Lựu lo cơm nước để cho Xuyến may, nhưng Xuyến có rảnh thì cũng phụ với Lựu hoặc đi chợ nấu cơm, còn giờ nào Lựu rảnh thì dạy Lựu may vá. Cách 6 7 tháng sau, Lựu sanh con, lại sanh con trai y như ý vợ chồng Giao mong ước. Giao mừng rỡ hết sức, khai sanh cho con chàng đặt tên Quỳ y như lời hứa. Xuyến tận tâm nuôi Lựu lúc còn nằm dưỡng sức tại nhà bảo sanh. Chừng rước về nhà thì Xuyến chăm nom, chăm sóc em nhỏ chu đáo
Vợ chồng ông Tư Yến cũng mừng rỡ hết sức, thay phiên nhau chăm sóc con, thăm cháu ngoại hằng ngày. Cô Xuyến gửi thơ cho Tý mà báo tin mừng. Tý hồi âm chúc cho Lựu Mau phục sức và hứa bữa cơm đầy tháng nhằm dịp lễ được nghỉ, Tý sẽ về thăm mà chung vui với cha mẹ, giao được thỏa mãn đủ mọi điều, thỏa mãn với nghĩa của vợ lớn, với tình của vợ nhỏ, với dĩ vãng thân yêu, với tương lai hứa hẹn. Bởi vậy chàng khoái chí nên bữa ăn đầy tháng có cô Tý ở để con ở nhà với chồng, cô về một mình mà chung vui. Chàng biểu hai vợ mua đồ làm một tiệc đặng mừng tiếp hạnh phúc. Trong lúc vợ chồng con cái ăn uống vui cười, giao cao hứng nên chàng nói, người ta thường nói vợ già chồng trẻ là tiên non bồng, bây giờ tôi mới công nhận lời ấy thiệt là đúng. Tôi nhờ có vợ già nên tôi mới được vui sướng như tiên ở trong cái cảnh bồng lai như vậy đấy nè. Cô Tý cười mà nói, con nghe người ta nói tiên cũng có khi phải đọa trần, vậy con xin ba má, nhưng mà ba nhớ má con lớn hơn ba có 11 tuổi, còn ba lớn hơn dì Lựu tới 12 tuổi. Một ngày kia ba sẽ gặp cái cảnh chồng già vợ trẻ, con sợ ba sẽ đọa trần, ba hết vui sướng nữa. Giao cũng cười mà nói, chồng già vợ trẻ là duyên, duyên nợ là việc trời định, có sao đâu mà con sợ. Trời định lẽ nào ba cũng phải chịu, nếu trời biểu ống tiên này phải đọa trần thì ba đội nón mà đi liền. Mà con cũng phải nhớ, nợ trái oan về hễ vay thì phải trả, ba đã vay thì dầu phải trả ba cũng sẵn lòng, ba không chạy chối đâu con. Tuyến với Lựu nhìn nhau mà cười, tại sao mà cả hai nàng cười? Cười Giao khôn ngoan, dùng lời kín đáo mà dạy vợ nhỏ. Phú Nhuận, tháng 11 năm 1956. Kính thưa quý vị vừa nghe xong câu chuyện Vợ già, chồng trẻ của cố nhà văn Hồ Biểu Chánh. Cách sống của người dân Nam Kỳ thời đó và người Sài Gòn so với chúng ta ngày hôm nay có nhiều chỗ thật là không giống nhau, mà có nó vừa thật thà, nó ngay thẳng mà nó cũng rất là buồn cười. Và thấy thời đó đàn ông đa thê nó cũng có cái hay của nó chứ không phải là dở. Chứ nếu gặp như bây giờ thì cái gia đình của cô Xuyến, ông Giao và cô Lựu có lẽ tan đàn sẽ nghe, chứ không có được vui vẻ sum hiệp như vậy. Và kính thưa quý vị, xin mời quý vị đón nghe tiếp theo chuyện Lòng Dạ Đàn Bà, cũng đồng tác giả là cố nhà văn Hồ Biểu Chánh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt.